Hôm nay là anh Hải khai trương một cái chi nhánh cửa hàng tại số 1 ngõ 104 phố Việt Hưng. Cháu qua đây để ủng hộ anh Hải là năm xanh năm đỏ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thưa mọi người, thì hôm nay là cháu ở nhà nghỉ và tranh thủ sửa đồ cho anh Hải Sapa TV, anh có nhờ sửa giúp. Bởi vì là cái phong thủy luôn là cái phong thủy ở trên đây sẽ có một cái quả cầu, nhưng mà cháu để lên trên nhà anh Hải rồi, bởi vì vận chuyển từ trên đấy về nó vỡ mất. Đấy, anh Hải anh bị hỏng cái này. Đấy, thưa mọi người là trong quãng thời gian vừa qua cháu đi từ thiện rất là nhiều. Nên là thỉnh thoảng cháu cũng dành 1-2 ngày ở nhà với gia đình, với bố mẹ, với con cái. Nhưng mà ở nhà thì cháu vẫn sẽ những nghịch những cái khác, chứ cháu cũng không ngồi im được vì được quen chân quen tay rồi. Mẹ đi vào đây, mẹ quay vào trong đây. Đấy, mẹ quay hẳn cái máy vào trong cái bình nha. Mẹ rúc hẳn cái máy vào đây. Đúng rồi. Đấy, mọi người nhìn nhá. Ở đây là nó có một cái máy bơm. Nó sẽ hút máy bơm lên. Và đây là cái đèn để chiếu cho cái cả một cái quả cầu, cả một cái quả này nó sáng như này. Đấy. Thì máy bơm này sẽ được đẩy nước vào trong này. Đấy. Đẩy nước vào trong này. Để con dịch cho máy bơm ra. Đấy, đẩy nước vào đây. Đấy, và quả cầu sẽ ở trên đây. Và nước nó sẽ làm cho quả cầu quay như này. Gọi là phong thủy luôn. Nhưng mà là máy bơm này của nhà anh Hải, mẹ lại quay vào đây tiếp. Này. Máy bơm này của nhà anh Hải bị kẹt. Đây, con mượn máy quay nhé. Nó bị kẹt đây này. Đây này, bị kẹt bởi vì những cái như này. Đây là cái bẩn này. Đây, ruồi, muỗi rồi thì trong cái quá trình vận hành nước có chảy ấy, nó có bị rong rêu ấy. Đấy, bởi rong rêu nó phát triển thì nó sẽ bị bẩn, nó kẹt vào trong cái máy bơm này, nó sẽ hỏng. Thế thì mọi người có thể là dùng cái nước làm mát ô tô hoặc nước làm mát xe máy mà nước có màu trong trong một tí nhá, thì nước đấy sẽ không bị rong rêu và cũng tránh ruồi muỗi nó bay ở đây thì nó sẽ ấy, nó sẽ bị hỏng. Thì bây giờ cháu mẹ cầm máy quay đấy, cháu đã mua một cái máy. Mẹ quay thẳng mặt con này, mọi người thông cảm, cháu đang bảo mẹ cháu quay nó hơi ấy. Đấy, cháu mua một cái máy giống hệt như này đấy, để thay cho anh Hải nhá. Đấy. Thì bây giờ là cháu cắt sẵn đi rồi, bây giờ chỉ có đấu vào thôi. Đấy, đấu vào, đấu máy mới vào thôi. Đoạn này mình cũng cắt đi. Cùng công suất nhé, mọi người lưu ý hai cái phải cùng công suất. Cái máy cũ là công suất tối đa là 450 lít trên giờ. Máy này cũng phải là 450 lít trên giờ. Nó phải cùng công suất thì nó mới đẩy được cái quả cầu, nó mới quay được. Còn nếu yếu hơn thì là nó sẽ không quay. Và nếu như mà mạnh hơn ấy, thì nó sẽ nước nó bắn mạnh quá, nước nó vãi ra ngoài ra nhà. Cái công suất nó rất quan trọng. Vì sao cháu quay video này là bởi vì cháu biết là mọi người bây giờ chơi phong thủy cũng rất nhiều. Nên là cháu chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thôi. Để cho mọi người, những ai mà chơi phong thủy thì có thể biết để có thể là tự sửa. Chứ còn cái này mang đi sửa nó cũng tốn kém. Mới cả nó cũng mất thời gian ấy. Mang đi sửa nó còn phải chờ, đúng không? Chờ để mang được về đấy, rất là mất việc. Đấy, cháu mới bảo mọi người là ô, cái này của ông Hải là ông ấy, cái dây này à, đây đây có nó lắp ở đây, tưởng cái thằng ấy nó chưa lắp được, không lắp vào nó rất là đây, nó phải cài đít như này này đấy thì nó mới là chuẩn này đấy. Ok, bây giờ cắt đôi ra. Mẹ cứ giữ máy quay nhá, để cho khán giả họ xem từ đầu đến cuối họ biết cách. Thực ra là cũng là múa rìu qua mắt thợ thôi. Mình cũng không phải giỏi giang gì đâu, nhưng mà có thể những ai chưa biết thì tham khảo, những ai biết rồi thì có thể bấm một nút bỏ qua xem video khác. Vì là cái video này là cháu chỉ có sửa đồ thôi. Trong lúc sửa đồ thì có thể tâm sự một vài câu chuyện. Mọi người mà theo dõi cháu cách đây 2 năm về trước thì cháu cũng đi lên từ những cái việc như này. Hồi đấy là rất là nghèo. Sửa cả tivi, sửa cả lối cơm điện, sửa hết. Nhặt cả rác, mang về nhà đầy rác. Mẹ nhớ không? Mang cả về nhà đống rác ấy. Thế là nhặt rác cũng có cái ấy là cháu nhặt, nhưng mà cháu lại cháu nhặt rác, nhưng mà nhặt những cái rác có thể tái chế được. Ví dụ máy cắt tóc hỏng hay là quạt hỏng nó sửa, sửa xong bán. Thì chứ không phải nhặt rác như bình thường là người ta chỉ nhặt vỏ chai ở trước. Cháu thì cháu nhặt những cái đấy thì nó có giá trị hơn. Đấy, bây giờ là mình sẽ hàn. Nhiều bác lại bảo cho mày công ty bao nhiêu việc lại đi làm những việc vặt này. Thực ra đây là gọi là sở thích mọi người ạ. Sở thích của cháu là cháu thích làm những này từ ngày xưa rồi.
chứ không phải đây là không phải là công việc kiếm tiền của cháu trong hiện tại. Cháu là sở thích từ ngày xưa, từ hồi nhỏ cháu đã thích nghịch điện đóm, nó vui. Cái làm này mà chỉ được vài năm nữa mắt kém không không làm được, vì là nó điện đóm các thứ nó nhỏ, dây mạch bé tí tẹo teo, người xem cái dây nó chỉ bằng cái sợi tóc. Cái dây điện của nhà anh Hải nhá, rất là đẻo bé tí nè. Dây điện máy bơm con mua to gấp 4 lần luôn này. Dây điện mà máy bơm của cái bình này của anh Hải rất là đẻo. Anh Hải thì là đại ca giỏi kiếm tiền, nhưng mà mấy cái lĩnh vực điện này thì gặp cháu là tắt điện luôn rồi. Bây giờ cháu sẽ hàn thiếc lại để cho các cái đầu mối nó dính vào nhau. Hàn này nó phải ngấu. Đấy, ngấu rồi đấy. Em cũng có một cái cách khác mà dùng nước này ở trong cái phong thủy luân này tốt hơn, đó là dùng nước điều hòa nhé mọi người nhé. Mùa hè mà mọi người bật điều hòa mà nước nó chảy từ cái điều hòa ra ấy, mọi người hứng cái nước đấy và cho cái phong thủy luân này thì khẳng định mọi người là nước đó sẽ không có rêu và nó sẽ máy bơm này nó sẽ tốt hơn đấy. Chứ còn chắc chắn với mọi người là không thể đổ cái nước như mọi người nói này. Nhiều bác là hay sử dụng là đổ thẳng cái nước lọc hay nước gì đấy mà ở trong sử dụng hàng ngày ấy, cho đây thì dùng được 1-2 ngày là 1-2 tuần là rêu nó cặn ở trong cái bình này và nó đi làm két máy bơm. Dùng nước điều hòa là ok nhất. Nếu như mọi người không muốn mất công thì không thì ra mua một ít nước làm mát ở xe máy ô tô ấy, nước mà là đổ vào cái chỗ làm mát ấy thì cũng là ok, nước đấy cũng được. Nhưng mà có sẵn ở nhà này lại dùng nước điều hòa là ok hơn, nhanh hơn, đỡ phải đi mua. Ngấu đấy, ăn tiền đấy. Đấy, cháu cũng phải có nhiệt đàng hoàng tử tế, xong rồi dùng băng dính đen để quấn lại. Vì đây là cái đoạn này nó là đoạn hở nên mình phải dán băng dính cẩn thận vì dây này sẽ đi xuống nước, không phải là dây đi trên ngoài này. Mình phải dùng rất nhiều cái bước. Ngày xưa là cháu, lúc mà cháu còn đang sửa đồ điện này, mẹ cháu còn đang phiêu du bên nước ngoài kiếm tiền bên đấy, nợ ngày xưa nợ nhiều mẹ nhỉ, nhà nợ đầm nợ đìa. Nhưng hôm nọ đi xem bói, có một ông thầy bói nói chuẩn thật, tức là ông này ông bảo con ấy thà chết chứ không chịu nghèo. Ông nói câu đấy chuẩn đấy, thà chết chứ không chịu nghèo. Chơi khô máu, tôi có thể hy sinh nhưng mà tôi không chịu nghèo được. Ông nói chuẩn đấy. Nó ông xem tướng số uy tín đấy, có duyên. Ông đi còn xem, ông xem chuẩn quá, kết được. Ở ven đường thôi, con đi con xem gặp ở ven đường thì tự nhiên thấy ông ấy bày cái bảng là xem tướng số thì mình vào mình tò mò mình xem cho nó vui. Hôm đó con không ăn mặc hoành tráng đâu, con mặc cái áo như rẻ rách như ăn xin ấy. Nhưng mà ông vẫn đoán được mình đang gọi là tiền bạc dư giả. Đấy. Thích làm việc thiện, nói chuẩn phết. Cháu đây không phải là người giàu nhất Việt Nam hay là giàu nhất thế giới, nhưng mà cháu là giàu tình cảm. Giàu tình cảm thôi, chứ còn tiền bạc thì so với các đại ca mình chỉ là con tép thôi, ăn thua gì. Mẹ nhà các đại ca đấy có khu nào? Ông ở Long Biên. Đang đi triển lãm thì thấy có vẻ là duyên, cái đấy là duyên. Nhìn là thấy hay hay, con bước vào con xem.
Con có ghi lại mà. Hồi mẹ cháu đẻ cháu ra cũng có một người nói là sau này mẹ cháu được nhờ phải không mẹ? Đấy, sẽ được nhờ thằng cu này. Nhưng mà đến tận năm 30 tuổi vẫn thấy nó đói thối mồm, không biết là thầy nói đúng hay sai. Bắt đầu đến năm cháu 31 tuổi thì đúng là một cái bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời. Khiến cho năm đấy là năm Covid. Đấy, Covid thay đổi cuộc đời. Đầu cháu bắt đầu là nghĩ ra nhiều ý tưởng kinh doanh táo bạo và thực hiện nó, theo đuổi nó, cuối cùng là thành công. Đấy, bây giờ tháng là cháu cho mẹ cháu với cả bố cháu tiền tiêu thoải mái, không phải nghĩ. Mẹ nhé, tiền nong bây giờ là không gọi, dùng một từ là không phải nghĩ. Ừ, rồi bây giờ là lắp cái bên cho máy cũ này là nó có cái quấn quấn cái khỉ gió gì này, cái vòi máy cũ với cả vòi máy mới này khác nhau rồi, không biết nó có vừa không, thử xem nhé. Cho đi chuyện đây nào, đầu phải vào đây, đít ra cắm ở kia. Mình đang cảm giác là mình sửa chuẩn chuẩn đấy đấy. Đầu cắm đi vào đây đây. Hơi ngắn rồi. Đầu này nó hơi ngắn mẹ. Cho cao lên một tí không biết nào. Nghĩa nghề quá anh ra này. Chưa chết rồi. Bây giờ không. Cái đó. Mẹ với con cái bật lửa đâu? Bây giờ con tự với, mẹ đang quay thì con tự với. Sắp xong rồi mọi người nhá. Đấy, cháu xong rồi cháu sẽ cho mọi người xem luôn là cái thành quả của mấy phút mọi người xem là nó đến đâu nhé. Cháu phải quay video là quay từ đầu đến cuối, không là mọi người bảo thằng này không biết sửa nhưng mà nó lắp phép thì khó đâu. Quay từ đầu đến cuối mọi người xem các cái công đoạn mình làm chế cháo khó chứ nhỉ, không lôi được vào. Thế này mai phải lấy ông Hải 1 triệu tiền công. Được không mẹ? Hợp lý không? 1 triệu là 2. Ừ. Đòi ông Hải Sapa TV. Riêng anh phải, em phải lấy 1 triệu. Rồi. Cho đầu tuyết ra cái nó mới dễ. Hải nổi tiếng nhiều tiền nhất Việt Nam rồi. Nhà giàu to đẹp. Làm gì cũng giàu nhưng mà quan trọng phải có khách, chứ còn làm gì cũng giàu hết, chỉ cần có khách thôi. Giỏi, nói chung ông giỏi. Ông đẳng cấp đấy. Nhưng tìm người như ông Hải bây giờ là khó đấy. Đẳng cấp Việt Nam. Khét. Uy tín. Cho được vào. Cắt mẹ một đoạn này cho không buộc vào luôn. Cưới của thằng ấy, thằng cu Hải Dương ấy bán quần áo đúng không?
cũng tên là Hải, bán quần áo. Người nổi tiếng. Ừ, người nổi tiếng. Hoành tráng. Các bạn trẻ bây giờ các bạn thích gọi là không hoành tráng, ngày xưa còn cưới 10 mâm. Còn không thích cái gọi là hào nhoáng bên ngoài. Vài chục tỷ, vài chục triệu gì mẹ? Ừ. Xe, toàn xe nó xịn run roi các kiểu mẹ, vài chục triệu mẹ. Mẹ tưởng cái sàn xe đấy là thuê xe đưa đó. À ừ, thuê chứ còn nó không có đâu. Phải thuê hoặc là bạn bè nó chơi nó có sẵn thì nó đến. Dàn xe đưa đón dâu đấy, chứ còn của người ta không mà mẹ không có tính chuyện giá mà lấy xe của hết mẹ. Nhiều tiền, nói chung là làm với đám cưới tốn kém. Úi giời ơi, anh Hải xem được clip này nhớ thưởng cho thằng em ít công nhá. Nó gọi phải gọi là uy tín. Thằng em bỏ ra biên gọi là mấy tiếng đồng hồ để nghiên cứu rồi sửa cho anh trai này. Đấy mà không khét nữa thì thôi còn gì. Vừa khít luôn rồi. Mẹ cứ giữ hình đấy nhá, để con ra con lấy ít nước con đổ vào đấy. Mọi người thông cảm à, mẹ cháu không biết quay đâu. Đây có cái nước lọc con lấy luôn nhá, nhá. Lấy luôn được không? Nước là nước uống ấy, không phải. Để test luôn cho ông Hải ông xem. Tạm thời để thế đó, xem là nó ngập chưa. Đấy, mọi người đổ là phải ngập máy bơm nhé. Đây mẹ quay đây. Đấy, phải ngập máy bơm mới được nhé. Đấy, chứ không ngập máy bơm là toi ấy. Rồi, cắm. Đấy, anh Hải, anh nhìn đây. Ok chưa anh Hải? Rồi, đấy, nước này. Đấy, để quả cầu vô đây là nó quay thôi. Đấy. À, con đây bật điện này. Quấy, thấy chưa? Thế đó, đơn giản mà. Thưa các bác, sau khi cháu sửa xong cái dụng cụ phong thủy luân này sửa bằng tay. Phải nói là thực sự là không ngờ em Hậu lại có một cái biệt tài như thế. Mà lúc mà em ấy sửa và em ngồi mà mình cảm thấy rất hoang mang. Sợ là thọc vào tay. Đây em trao cho anh cái này về đặt cái quả bi lên quay. Từ hôm nọ là tiền nó luôn hồi nó hơi mắc. Hôm nay là hy vọng cái này vào cắm điện vào là nó lại. Cái nghề của anh Hải là phải quen mới có tiền. Nên là cứ phải cắm lại. Các bác các cô các chú nếu mà yêu thích Spa TV cũng như là em Hậu thì hãy đăng ký và subscribe cho em Hậu nhá. Hôm nay là anh Hải khai trương một cái chi nhánh cửa hàng tại số 1 ngõ 104 phố Việt Hưng. Cháu qua đây để ủng hộ anh Hải là năm xanh năm đỏ. Được không anh? Quá uy tín. Nhưng mà thực ra là chưa khai trương. Hiện mới đang mở bán thì không phép thôi. Chứ còn ra Tết mà làm một cái khai trương nó phải hoành cái trang tí để cho cô chú anh chị biết là mình có cơ sở ở Hà Nội. Em kéo các bác con đây ủng hộ anh. Nhất trí, cảm ơn em Giang. Giờ cho anh em nhá. Bốc. Vâng. Nào, hôm nay là đích thân là anh đích thân để anh chị ship nhá. Không, các em đâu? Nào các em đâu, huy động đây. Đấy các bạn ạ. Yếu lắm anh. Lâm ơi, Lâm màu đỏ đâu rồi? Chuyển sang xanh em ơi, xanh đi. Đấy. Năm thùng xanh nha chị ta. Năm thùng chị ta, năm thùng các em, năm thùng chị ta đúng không? Năm thùng đỏ, năm thùng xanh. Anh ơi, anh khỏe cho vào em ấy. Chỉ có anh nút được thôi chứ. Đây. Rồi. Thùng lon thùng camel thì bên mình đang bán là 320.000 một thùng, còn thùng Chita dòng bia cao cấp thì 500.000 các bạn nhé. Các bạn mua 5 thùng thùng Chita thì tặng một gói thịt trâu gác bếp và một lọ chẩm chéo. 5 thùng Chita. Đấy. Đây là mấy thùng rồi? 8 thùng rồi. Đây nhá. Anh Hải ơi, đúng như trong chương trình luôn. 5 thùng Chita nhá.
tặng một gói thịt trâu và một lọ chẩm chéo. Còn 5 thùng này thì tặng một lọ chẩm chéo đủ nhá. Con bác nhá. Nhận đủ nhá. Lấy mày. Bây giờ 5 thùng camel thì sẽ tặng một lọ chẩm chéo các bạn nhá. Ở Hà Nội này các bác cứ đến cửa hàng thì mình lấy là có tặng luôn. Đấy. Thank you em. Mang về biếu các sếp của quê. Rồi ok. Này là bố mẹ vợ thích lắm ấy nhỉ. Này bố mà có con bố thích gả cho nhưng lắm. Nhưng mà em Hậu là khách hàng đầu tiên của cửa hàng mình khi đến đây nhận hàng thì lát nữa thì trân trọng là mời em đi ăn trưa cùng anh chị luôn nhá. Vâng, cảm ơn anh. Cháu Hậu gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các bác. Cháu có quay cái đoạn sau nhưng mà do là cái máy của cháu nó bị lỗi, nó bị mất file, lỗi video. Mong các bác thông cảm. Cuối video thì cháu gửi lời chào chân thành đến tất cả các bác. Rất cảm ơn các bác đã đồng hành và ủng hộ cháu trong thời gian qua. Mong rằng là các bác sẽ luôn đồng hành cùng cháu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.